Người nhà chi tiết mọi người thấy đúng không? Đây này, và đông rất nhiều nani. Không phải. Sau đây tất cả mọi người em đuôi rất là nhiều luôn nào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Trung Vlog đây. Sau bao nhiêu ngày mình bị bất tâm trên YouTube nhá. Sau 10 ngày đúng không nhỉ? Đúng rồi, 10 ngày mình không có ra video. Mọi người biết tại sao mà mình không có ra video không? Không phải là mình lười làm video đâu nha. Nguyên nhân chính cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mình không ra video trong vòng 10 ngày qua. Đó chính là mình bị hack kênh YouTube nhá. Mình bị hack kênh. Mình cũng đã nhờ người Black lại kênh rồi và ngay tại hôm nay luôn, Black được hồi ngày hôm nay mình đã quyết định làm video này cho mọi người xem. Black lại xong là mình đi làm video cho mọi người xem luôn, được chưa? Và cái đứa hack kênh của mình ấy thì mình không có tiện nói ra. Mình biết nó là đứa nào rồi nhưng mà mình không có tiện nói ra cho mọi người nha. Mình chỉ thông báo cho mọi người biết thế thôi. Sau 10 ngày trở lại thì mình sẽ làm ra video đều đặn hơn cho mọi người nha. Đây này, thì mình quay cho mọi người xem cái con diều cụ cũng như là diều sáo 3 mét của mình. Mọi người cứ bảo là không phải là con diều cụ. Thôi thì đây là cái con diều to của mình. Thì mình cứ gọi là diều cụ thôi. Nó bị ôi trời, đây. Mọi người thì nhìn thấy chưa? Nó bị gãy mất cái cánh nha. Đấy, cái đuôi này thì cũng bị long ra. Đấy. Cái này chính là cái hôm mà khoảng tầm độ mình mất kênh được có mấy ngày thôi, mình mang cái con diều này đi ra ngoài cầu thả. Tại vì là cái hôm đấy gió to mà, gió báo về đấy, thì mình băng ra thả được, nó bay lên cao lắm, thề luôn mọi người, nó bay lên cao và mình mưa rồi mình gỡ nó xuống thì nó đâm xuống phát là gãy luôn cả cái ấy này, cái khung này này, đấy gãy luôn cái khung và cái đuôi nha. Tôi thì cái con diều này mình sẽ sửa lại. Mình cái lúc mà đang lôi diều xuống đấy, diều thì nó đập vào cái thành cầu, nó gãy là nó lao xuống dưới hồ. Mình để điện thoại trong túi, mình không biết, mình tự nhiên mình lại chui luôn xuống dưới hồ để mình vớt con diều nó lên. Đấy, mình lại bơi xuống dưới hồ mình vớt nó lên, vậy là điện thoại nó bị kiểu là dính nước ấy. Nhưng mà không sao, điện thoại của mình thì mình về mình sấy khô. Sấy khô thì vẫn dùng được, ok, nhưng mà nó hơi bị giật lát tí. Nhưng mà dùng vẫn được, cố thì đợi ít thêm thời gian nữa mua thêm cái điện thoại mọi người ạ, ok. Thực sự là vài ngày vừa rồi đấy là mình rất là đen luôn. Hỏng điện thoại này, mất kênh YouTube này, vân vân. Cực kỳ là đen luôn mọi người ạ. Không linh ta linh thuyền nữa thì mình giờ sẽ bắt đầu vào cái video chính hôm nay. Mình sẽ làm một cái con diều cu. Mọi người lưu với nha. Diều cu chứ không phải là diều cụ. Diều cụ khác, còn diều cu khác. Đây thì mình sẽ làm theo yêu cầu của một bạn thôi. Bạn bảo là làm diều cu đi thành. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp nhận làm cái diều cu cho mọi người xem. Ok. Trước khi vào thì mình cũng phải là làm một cái khung đúng không mọi người. Mình đi làm vào cái tờ giấy chụp đôi thôi. Làm vào cái tờ giấy chụp đôi thôi nhá. Đấy. Mình sẽ phác họa lại cái khung của nó. Ok. Can't you see?
dance to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you what that night our days will never end, yeah. Con diều cu rồi nha. Con diều cu rồi. Mình cũng mang một dây rồi để chuẩn bị bay rồi ạ. Đây này mọi người nha. Chi tiết mọi người thấy đúng không? Đây này. Và đông rất nhiều lắm. Đông rất nhiều à. Đúng là con trai của ta. Sao lại tất cả mọi người em. Đuôi rất là nhiều luôn. Đấy, sung xuê luôn này. Như dế cây rồi ạ. What the fuck? Ok chưa? Như cái đấy cây. Giờ là mình sẽ cho nó bay luôn. Không biết là nó có bay hay là không, nhưng mà mình sẽ thử làm xem là nó có bay không nha. Cho nó bay. Biết là hôm nay không có gió, phải chạy một sức người thôi. Lại ra, lại ra, bay tốt, bay tốt rồi. Đấy, con diều của mình thì nó bay được nha mọi người. Thích thì mình làm xong việc đi ra ngoài cầu thả những người xem luôn. Đi không? Không đi à? Anh em mình nên bảo không đi mà ạ. Thế là thôi, ở nhà thôi. Con diều này thì gió đấy hay là đi lên chưa từng thả nhờ? Đi lên từng bàn. Với à, đấy, thì căn bản là cái dây này này nó nặng quá nên là nó không có lên được. Nếu mà cái dây này mà dây chỉ, tại vì là cái dây chỉ mình đâu mất rồi, mình không có tìm thấy, nên là mình sử dụng bằng cái dây thả diều sáo này của mình luôn. Ok, giờ là mình sẽ bay test lại cho mọi người xem nha. Mình tổng kết lại, cái con diều cu nó bay được chứ không phải là không bay được. Mình làm con diều là thì nó chả bay được, nó làm mà cái tốn công không bay được thì vứt vứt à, không, con này là bay được rất lớn. Ok, thì cái video của mình đến đây là kết thúc luôn. Mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like cũng như là một subscribe và để lại cho mình đăng thưởng dưới phần mô tả nha. Cứ chắc vào thế nào chị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip video. Bye bye.